Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký tên tư nhân từ cuối năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe đã lăn bánh được 7 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua đồng hồ. Chúng tôi mua về là nó hơn 7 vạn km và nó còn nguyên hơn 7 vạn km quý vị bạn nhé. Và ở chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc này thì option cũng đã được trang bị rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, ví dụ như nhìn bên ngoài thì quý bạn thấy được là xe đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày đấy, hay còn gọi là đèn daylight đây quý bạn nhé, và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, an ninh pháp lý đầy đủ quý bạn nhé, không bị lỗi lầm gì cả và tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 365 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2014 nhập khẩu đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent Blue 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video live stream ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.